Sao vợ muốn chia tay? Anh ơi, sao vợ muốn chia tay thì chồng lại vu cho vợ là thiếu tiền và ngoại tình, trong khi vợ không hề có như vậy anh. Em khó chịu quá. Trời ơi em ơi, em để cái câu chuyện của em ra nó vậy á, rồi em hỏi anh câu ở đâu nó không có giúp gì cho em á. Anh ơi, sao vợ muốn chia tay thì chồng lại vu cho vợ là thiếu tiền? Anh ta vu cái gì thì kệ anh ta, em có cản được đâu. Anh ta biết là anh ta đang vu cho em mà, thì em thấy đâu mà em cãi với cái người mà biết là vu cho mình. Em hiểu cái điều đó không? Cái điều đó nó mắc cười chỗ này nè. Tức là một cái người vì tức giận em một cái điều gì đó và anh ta cố tình nói ra một cái gì đó không thật về em, thì anh hỏi em là anh ta có biết là anh ta đang nói dối không? Anh ta vu anh ta biết. Ồ, nếu mà anh ta vu cái điều đó cho em thì có nghĩa là anh ta biết anh ta đang nói dối. Mà nếu như anh ta biết anh ta đang nói dối thì em cần gì phải thanh minh chứ? Có một cái câu này hay nè, đây là một cái triết lý sống quan trọng. Nó chính là cái cách của mình phản hồi cho những cái dạng tiêu cực. Là khi mà người ta nói xấu về mình hay nói không đúng sự thật về mình thì mình hãy sống như thế nào để người khác không tin điều đó. Nhớ nha. Nếu như ai đó nói cái gì đó không thật về mình thì mình hãy sống như thế nào để những người khác người ta không tin vào điều đó. Chứ mình không phải chạy lại để giải thích là mình không phải như vậy. Câu đó ghê lắm. Câu đó nó ghê chỗ này nè. Bạn không bị cái lời vu khống hay những cái lời tiêu cực đó tác động vào mình. Đó là cái quan trọng nhất. Tại vì nếu bạn để nó tác động vào mình á, thì có nghĩa là bạn đã bị nó kiểm soát rồi. Ok. Cái thứ hai nè, mình chứng minh cái điều đó bằng cuộc sống, bằng hành động của mình. Tức là hãy sống sao để người ta không tin vào điều đó. Có nghĩa là sao biết không? Mình chứng minh bằng hành động. Và thứ hai nữa nè, nó cần sự kiên nhẫn. Đúng không? Em tức quá nó nói em như vậy, em tức quá em phải lại em cãi cho nó ra ngô ra khoai. Cái nào ngô cái là ngô, cái nào khoai là khoai, không thể lẫn lộn được. Đó, em đang để em bị kiểm soát bởi những cái điều tiêu cực đó rồi. Đó lý do tại sao các bạn thấy là mình cái cách mình xử lý với những cái thứ tiêu cực trong đời là gì biết không? Mình gạt nó ra. Gạt nó ra, đẩy nó qua một góc, cho nó vô trong cái tên lửa, bắn nó lên mặt trăng á, cho nó nổ cho nó. Mặt trăng nổ cho nó rác, không phải bắn qua Bắc Hàn đi. Đó không? Thì bắn qua chỗ nào đó, mấy cái ông nội nào mà tào lao thiên đế, bắn qua đó nổ bởi đó cho banh xác định. Ok, anh không cho phép nó tham gia vào cuộc sống của em, của anh không cho phép nó làm phiền anh, cho nên là anh dập nó qua một bên. Và sống như thế nào để người ta không tin điều đó là sự thật, đó là em cái rất là đơn giản. Và nếu như em mà ông chồng ông vu em như vậy và em cảm giác nó cực kỳ khó chịu thì em ơi, cuộc đời của em nó sẽ còn rất nhiều cái khó chịu. Tại không phải chỉ là ông chồng vu em đâu, sau này chỗ làm đồng nghiệp của em, đứa bạn nó ganh ghét em, thằng cha hàng xóm, thậm chí là cái người người chồng sau cũng sẽ còn những cái đó, nó sẽ còn hoài. Nó cái thứ tiêu cực trên đời nó đầy chứ, nó đầy chứ mà tiêu cực ấy, nó em nó rác, nó là rác trên đời nhá. Và em không thể nào dọn dẹp hết được những cái này, tại vì nó không nằm trong sự kiểm soát của em. Cái sự kiểm soát của em là em có cho phép nó vào trong người em hay không thôi. Nhưng đó là em hãy kiểm soát cái phần đó tốt. Đừng lo chuyện ông trời, đừng xía vào chuyện người khác, tập trung vào cái chuyện của mình. Nếu mình không muốn rác nó vào mình thì mình chặn nó lại. Đừng chạy đi hỏi là rác từ đâu mà ra, mình không được tạo rác, mình không được làm như vậy. No, cái đó là cái chuyện của người ta. Tập trung vào chuyện của mình. Nếu không muốn rác nó vào thì đóng lại. Vậy thôi. Cái này là về tư duy, cái này giải thích khó lắm em ơi. Cái này giải thích cho em á, cái này giải thích á, hiểu nhưng mà tác động thì ít. Cái này á, là phải đi qua nỗi đau, tức là ở trong những cái kem đó em phải đi qua lửa, em phải có những cái trò chơi hay lắm mà từ đó nó minh họa cho em. Anh giả sử nha, anh làm cái mặt em nhìn thấy ghê luôn, anh lấy son anh tô lên, anh lấy phấn anh chét lên, anh làm đầu tóc em xấu, xong anh giục em ra ngoài đường cho em đi một vòng á, cho em đi một vòng á. Thì em đi ngoài đường đó anh Tuấn ơi, xong em ăn mặc thấy ghê, người em ướt nhẹp mà xấu quắc gì mà em bắt anh đi sẽ đi ngoài đường. Em ơi, em khi em đi ngoài đường em phải chịu cái cảm giác gì phải không? Là mình cái mặt của mình á, tức là mình không có mặt để mà mất á. Thì cái mặt tao như thế này rồi còn gì mà mất nữa, tụi bay muốn nhìn cứ nhìn nhưng mà tao không có khe. Tại vì mặt của tao bây giờ nó quá ghê, không có gì mà phải gọi là mất mặt. Mà khi không có mặt để mà mất á, thì trong lòng nó không có bị động đúng không? Thì đó chỉ là một cái dạng anh nói cái trò chơi nó có tính minh họa. Mà nó bắt em phải đi qua cái cảm xúc đó thì lúc về á em mới có cái cảm xúc đó, nó là một cái mốc, một cái mối để mà em có thể sau này dựa vào. Em đã từng trải nghiệm qua cái cảm xúc giống như em chích ngừa á, thì sau này khi em đụng những cái tình huống tương tự cuộc sống mà em cảm giác nó làm em mất mặt thì em sẽ nhớ lại là à,
không có mặt để mà mất, còn mặt đâu nữa để mà mất, cái mặt mình nó tè le rồi, hiểu không? Tại vì sao? Cái mất mặt đó là một cái cảm giác ảo, không có mặt để mà mất. Hãy sống sao để người ta không tin vào điều đó thôi. Ok, thôi nói cái đó thì nó xa cái chủ đề chính. Tiếp tục nè, chuyện tình cảm đi. Người yêu cũ của em chia tay với em 2 tháng do hết tình cảm. Ok, nếu mà em đã nói tới đây mà em nhìn nhận đó là sự thật nha thì em biết là chuyện chấm dứt rồi, đúng không? Nếu mà em nói câu đó, em mở ngoặc giải thích một phần vì anh ấy còn tình cảm với người yêu cũ của anh ấy. Em thấy cái điểm mà anh đi tới đây thôi, anh thấy nó có cái điểm như thế này nè, ở trong cái kiến thức nè. Em giải thích cái lý do anh ta chia tay với em hay là anh ta không còn tình cảm với em là vì tình cảm của anh ta với người yêu cũ. Điều đó nó nói lên gì biết không? Là ngay từ đầu là cái mối quan hệ này nó đã không nên thành một cái mối quan hệ nữa kìa. Ngay từ đầu, tức là mình đã không sàng lọc. Rồi câu hỏi tiếp nè. Thật ra trước khi làm người yêu thì em và anh ấy là bạn vài năm. Trong quá trình đó anh ấy có người yêu 6 năm. Anh ấy bị chia tay 1 năm rồi mới quen em. Tháng qua anh ấy, em thấy anh ấy thường xem story trong Facebook của em. Em đăng bao nhiêu tin anh ấy xem đủ hết. Em vẫn còn tình cảm với anh ấy. Liệu cho em hỏi trong trường hợp này em phải làm gì? Em thấy không? Khi mà bây giờ anh nhấn lại một vài cái điểm nha. Rồi sau đó em thử em nghĩ về cái câu trả lời, cái hướng đi. Bởi vậy đi học cái lớp đừng đến trái tim chàng, em sẽ có kiến thức đó. Điểm thứ nhất nè, người yêu cũ của em chia tay với em 2 tháng, tức là anh ta là đã là người yêu cũ của em và anh ta đã chia tay với em 2 tháng. Và tiếp tục nè, điểm nhấn thứ hai nè, anh ta hết tình cảm với em, do hết tình cảm với em. Điểm thứ ba nè, anh ấy còn tình cảm với người yêu cũ của anh ấy. Điểm thứ ba nha, điểm thứ tư nè, em vẫn còn tình cảm với anh ấy. Ok, 4 cái điểm đó nó nói lên cái tương quan của em và anh ta, nó nói lên cái tình cảm của người này dành cho người kia khoảng bao nhiêu. Và nếu như em nhận được cái, em thấy được cái điều mà anh nói, em vẽ ra đi thì em sẽ thấy là cái mối quan hệ này đúng ra nó chưa bao giờ nên nên đến nên nên tồn tại nữa kìa. Chứ đừng hỏi câu hỏi là bây giờ, chứ đừng nói tới chuyện này. Bây giờ em còn tình cảm với anh ấy, liệu cho em hỏi trong trường hợp này em phải làm gì? Em ơi, cái mối quan hệ này nó không nên tồn tại. Em nên để cho nó đúng với cái đó là nó không nên tồn tại. Thì em nên làm gì? Em làm sao mà nó không nên tồn tại? Đó là cái em nên làm. Người đàn ông theo đuổi em, anh ta còn tình yêu với người yêu cũ, anh ta không có yêu em, anh ta không có cái tình cảm với em đủ lớn, anh ta muốn anh ta chia tay với em. Thì tại sao em lại là em vẫn yêu anh ấy và em nên làm gì? Em ơi, người đàn ông người ta theo đuổi em, hãy để cho người ta theo đuổi em. Tại sao em lại đặt câu hỏi là mình nên làm gì, trong khi cái quan trọng nhất là cái mình nên làm gì là nothing. Absolutely nothing, không làm gì cả. Em ngồi yên một chỗ như cái cô công chúa và em thưởng thức cái cuộc sống của em để cho người đàn ông đeo đuổi em. Em nên làm gì? Em không nên làm gì cả. Đó, các bạn thấy cái khái niệm ở đây mà trong cái câu trả lời, cái trong cái những một trong hai cái, hình như là trong 2 câu hỏi đầu của cái livestream ngày hôm nay, các bạn là trên YouTube thì các bạn nghe lại vài ngày các bạn coi. Tại vì cái livestream 2 tiếng được cắt ra làm khoảng 4 5 6 phần gì đó. Các bạn trợ lý của mình làm cho mình. Anh có nói, một bạn hỏi là anh Tuấn ơi, anh giải thích tại làm sao mà lúc nào tại sao mình nên buông, giải thích cái phần là anh nói rõ hơn về buông để được và buông để sàng lọc. Em thấy không? Đúng mới trong cái tình huống này của em, cái câu trả lời ở đầu livestream nó trả lời cho câu hỏi này của em. Em nên làm gì? Em không nên làm gì cả. Mà nếu như mà kêu một cái hành động thì gọi là buông. Hiểu không? Em nên buông, thực ra là em không làm gì cả thì là đúng nhất. Anh hy vọng là câu trả lời nó ngắn nhưng mà nó đủ ý cho em, tại vì sao anh trả lời dài hồi em đi hồi em không biết lên làm gì. Nên nói với em là vậy. Tuy nhiên anh khuyến khích em cái này nè. Vì qua cái quá trình tư vấn, anh có một số những người khách hàng họ nghe những cái livestream, họ nghe những cái video, họ có thể mọt một cái hai lớp online gì đó và rồi họ bắt đầu họ áp dụng vào và họ bắt đầu xử lý. Thì có một số bạn, một số đáng kể các bạn đạt được những cái kết quả nhất định, một số bạn đạt được kết quả rất lớn. Cái đó là tùy vào cái độ trải nghiệm mà họ đã đi qua, những cái thương đau mà họ đi qua, cái yếu tố nền tảng của họ về tình cảm mà họ nghe cái đó họ nhận ra được giá trị. Có những người lấy được hết giá trị và anh mừng vì điều đó. Nhưng mà có một số bạn yếu tố nền tảng không đủ và các bạn có vẻ hấp tấp,
hay là các bạn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, các bạn áp dụng một vài cái hình vào mà không có hiểu cái chất bên trong, do đó các bạn bị sai, các bạn ra cái kết quả nó không như mong đợi, hoặc là không ra kết quả, hoặc là kết quả không đủ lớn. Và sau đó các bạn lại qua cái quá trình tư vấn riêng, các bạn lại chạy tới anh Tuấn ơi, em muốn anh tư vấn rõ. Thì sau khi các bạn tả lại thì anh nói là em ơi, em chỉ nắm có cái hình thôi, em không hiểu cái chất bên trong. Cái thái độ hoàn toàn sai, cái thông điệp đưa ra hoàn toàn sai. Mặc dù là nghe được cái phần hình nhưng mà không nắm được. Cái đó ý anh muốn nói tại sao biết không? Để tránh những cái dạng đó em nên đi học đi. Đó lý ta sẽ khuyên các bạn đi học. Đầu tư một chút xíu vào cuộc sống tình cảm của mình. Không có bao nhiêu cả, chút thời gian, chút tiền bạc, chút công sức. Em muốn được hạnh phúc 50 năm cuộc đời mà làm một chút thì không làm. Và chúng ta vẫn mong là anh ơi là anh trả lời cho em câu đó được, anh trả lời cho em ơi anh có trả lời, em cũng chưa chắc lấy được hết. Do đó là ở trong cái tình huống của em, cái lớn nhất là em nên hiểu được cái tương quan của người đàn ông và người phụ nữ trong giai đoạn hẹn hò nó nên là như thế nào. Và khi em hiểu sát được cái đó rồi nha, trong cuốn sách mình sẽ viết ra ba cuốn. Cuốn thứ nhất là cái cuốn mà cái giai đoạn hẹn hò của người phụ nữ, sẽ viết rất rõ cho các bạn. Dự tính là khoảng hơn 100 trang, độ 100 tới 120 mà không biết nó tới bao nhiêu, tôi đó tính nữa. Không ai để cái phông chữ 70 á, cho nó bự lên, một trang trình độ rồi khoảng 20 từ thì nó vào khoảng 100 trang. Thì mình sẽ giải thích trong đó rất rõ. Cái cuốn thứ hai là cái cuốn về hôn nhân, và cuốn thứ ba sẽ là cái cuốn về tổng quan, hay là cái gọi là người phụ nữ quyến rũ là cái gì, tức là một cái chiều khác để nhìn vào người phụ nữ chứ không phải là chỉ là hẹn hò hay là hôn nhân. Thì đó là ba cuốn sách mà mình dự định mình viết. Ok, hy vọng trả lời cho em vậy em hiểu ha.